Pixar Brand, đơn vị thiết kế logo, nhận diện thương hiệu và bao bì sản phẩm chuyên nghiệp Pixar Big Idea. Cậu suy nghĩ thông suốt rồi đúng không? Tôi có việc này muốn nói với cậu. Buổi tối cậu qua với tôi đi, tôi trả tiền thêm cho cậu. Chuyện này thì không được. Cái này á, cậu đi làm cậu kiếm thêm. Có gì á, tôi trả tiền thêm cho cậu. Mỗi một lần như vậy là 2 triệu. Cậu suy nghĩ kỹ đi. Nhưng mà cái gì không biết nữa. Cậu là đàn ông mà, có mất mát cái gì đâu. Đúng, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì cậu nói đi. Tôi muốn là 3 triệu chứ không phải là 2 triệu. Tưởng đâu chuyện gì. Nếu mà cậu làm cho tôi vui vẻ, 5 triệu tôi còn trả cho cậu được. Muốn gì là 3 triệu. Sao, sướng không? Thoải mái không nè? Thích quá à. Thích chị làm hoài luôn nha. Đúng rồi. Lần nữa nha. Thích sướng nữa nè. Sướng nữa không? Nữa nha, sướng nữa nha. Đã, sướng mạnh nữa. Lắm, mạnh lắm rồi. Mạnh nữa luôn hả? Đó. Quay lại nè, đó. Mẹ. Cái gì con? Cuối tuần này á là con dắt người yêu về ra mắt mẹ đó nha. Chà, con gái của mẹ nay lớn rồi nghe. Muốn lấy chồng hả? Mẹ cứ chọc con hoài lẫn giận mẹ luôn á nha. Mẹ ghẹo thôi, chứ mẹ cũng muốn biết cái chàng trai nào mà có phước lọt vào con mắt xanh của con gái của mẹ. Thì tới bữa đó đi là mẹ sẽ biết thôi. Mẹ, bây giờ con đi ra ngoài. Con sẽ về sớm. Bye bye mẹ. Dắt tranh thủ về sớm nha con. Dạ, con đi với mẹ. Alo. Anh hả? Con gái em mới vừa ra ngoài rồi đó. Mình hẹn gặp nhau ở chỗ cũ nha anh. Dạ. Dạ dạ, em qua liền. Anh tới đâu chưa? Em còn đây. Có mấy ngày không gặp anh, nhớ em quá à. Dễ chuyện ghê luôn á. Mà anh cuối tuần này á, con gái em á, nó muốn giới thiệu bạn trai cho em biết á. Bây giờ anh có muốn em giới thiệu cho nó biết không? Cuối tuần này hả? Ừ. Chắc để dịp sau nha. Nếu vậy thì không sao đâu, cứ để dịp sau cũng được. Con bé này có cái gì đâu mà làm gì mà nôn dữ vậy không biết nữa à. Mẹ, thì hôm nay là người yêu con qua ra mắt mẹ cho nên là con nôn, con hồi hộp chứ bộ. Trời ơi á, có gì đâu, miễn á là người con thương, người con yêu là mẹ sẽ đồng ý thôi. Con cảm ơn mẹ. Tại vì con là con gái của mẹ mà. Dạ. Anh tới rồi đó mẹ. Anh vô đi. Em, anh, đây là mẹ của em. Mẹ, đây là người yêu của con. Rồi, con chào bác. Chào cậu. Thì ra cậu là bạn trai của con gái tôi à? Dạ. Anh ngồi đây anh nói chuyện với mẹ em đi. Em vô em nấu cơm, sắp xong rồi nha.
ngồi đi. Bây giờ tôi muốn anh phải rời xa con gái tôi ra ngay lập tức. Thật ra người anh yêu là em. Anh có nỗi khổ của anh mà. Cậu còn dám nói những lời này nữa hả? Tôi á, có mắt như mù mới quen cậu. Một thằng hèn hả? Một thằng sở sinh. Đủ chưa? Bà chửi đủ chưa? Được. Bà muốn tôi rời khỏi con gái của bà. 2 tỷ. Đưa cho tôi 2 tỷ đi. Nếu không đưa thì tôi sẽ đi nói cho tất cả mọi người cùng biết là hai mẹ con của bà quen một thằng tay bao như tôi, có chung một người yêu. Cậu! Bà sợ con gái bà biết hả? Sợ bà xấu hổ đúng không? Bà mà không đưa cho tôi 2 tỷ thì bà thử xem tôi có nói cho người ta biết. Lúc đó thì hai mẹ con bà chắc nhục với mặt. Cậu im ngay cho tôi! Ủa? Mẹ? Có chuyện gì vậy mẹ? Không có gì đâu con. Mẹ chỉ hỏi thăm là gia cảnh của cậu ta thôi, chứ không có gì. Đúng rồi, nãy giờ mẹ em chỉ hỏi thăm gia đình thôi hả? Mẹ thấy làm sao? Mẹ thấy cậu ấy... Sao mẹ? Mẹ thấy... Nếu như mà mẹ nói không được á, thì để con nói cho. Anh! Dạ. Sở Khanh, đồ khốn nạn! Em bị điên hả? Em đang nói gì em biết không? Sao? Tôi điên á thì sao? Mọi chuyện từ nãy tới giờ anh nói với mẹ tôi nghe hết rồi. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Không, mẹ xin lỗi con. Mẹ mới là người đáng chết. Mẹ xin lỗi con. Hai mẹ con người xin lỗi qua xin lỗi lại đủ chưa? Diễn đủ chưa? Giờ tôi nói thẳng nha, không đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ phanh phui cái việc hai mẹ con mấy người quen cùng một thằng tay bao giống như tôi. Tôi sẽ tung cái tin này lên mạng, thử coi mặt mũi để đâu ha. Cậu? Sao? Cậu còn dám? Dám gì? Gì mày? Trời ơi, mày đang làm cái gì vậy? Giờ mày biết tin mày đi lừa gạt người ta, giờ vợ mày đòi tự tử kìa. Mày mau chóng về đi. Thế lên. Mày đang nói gì vậy? Sao? Bất ngờ chưa? Từ nãy tới giờ á, những cái câu nói của anh nói với mẹ tôi live stream lên, tất cả mọi người đều biết hết rồi. Bây giờ mọi người đang đi tìm kiếm anh á. Anh lo cho cái bản thân của anh đi. Được. Mày giỏi lắm. Hai mẹ con mày giỏi lắm. Chào. Mẹ. Mẹ đừng có buồn nữa. Mọi chuyện đó rồi cũng sẽ qua.